Sẽ chia sẻ với các bạn 5 bí quyết để luyện tập não bộ. Và bí quyết đầu tiên đó chính là một ly nước. Hàng ngày vào buổi sáng các bạn hãy uống một ly nước trắng như thế này. Việc uống nước sẽ giúp cho các bạn được cung cấp năng lượng cho não bộ. Và các bạn hãy nhớ uống hết một ly nước nhé. Ngoài ly nước ra thì có hai loại hoa quả rất tốt cho bộ não của mình. Thứ nhất đó chính là một trái chuối. Nếu các bạn được ăn một trái chuối vào buổi sáng trước khi đi học hay đi làm thì nó sẽ cung cấp năng lượng cho các bạn và các bạn sẽ hoạt động ở cái mức năng lượng rất là cao, tốt và minh mẫn, nó sẽ không bị buồn ngủ. Hoặc các bạn cũng có thể ăn một trái táo như thế này. Táo rất là tốt cho não bộ các bạn nhé. Đấy là bí quyết đầu tiên. Bí quyết thứ hai để luyện tập bộ não cho mình đó chính là tăng cường cái khả năng tập trung thông qua bài tập luyện mắt. Bài tập này sẽ rất là tốt nếu như các bạn làm vào buổi tối. Khi các bạn kết thúc công việc, xong xuôi hết tất cả mọi việc, các bạn hãy chọn một nơi yên tĩnh. Và bài tập này sẽ cần một số đạo cụ như sau. Thứ nhất, đó có thể là một bức tranh. Các bạn hãy lấy một bức tranh và các bạn hãy đặt vào một chỗ cố định. Các bạn hãy tập trung hết khả năng của mình để nhìn vào bức tranh như thế này. Và nhớ là tập trung mỗi ngày 10 phút. Các bạn cũng có thể là một lọ hoa. Các bạn hãy lấy một cái lọ hoa tự chủ cho mình. Và hàng ngày các bạn hãy dành 10 phút mỗi tối để thật tập trung tĩnh lặng quan sát lọ hoa. Ngoài ra các bạn cũng có thể sử dụng một cái đạo cụ khác, ví dụ như là một em búp bê. Nếu thực sự các bạn thích búp bê, các bạn cũng hãy mua cho mình một em búp bê thật là xinh đẹp. Và sau đó thì các bạn cũng đặt một nơi và các bạn hãy thật tập trung trong vòng 10 phút để quan sát búp bê. Đó, đấy là bí quyết thứ hai để tăng cường sự tập trung thông qua luyện mắt. Và bí quyết thứ ba đó chính là bí quyết của một cuốn sổ nhỏ. Các cụ nói là một trí thông minh không bằng một mẩu bút chì. Các bạn hãy viết vào đây những cái suy nghĩ của mình hay những cái ý tưởng của mình. Điều này sẽ giúp cho các bạn tăng cường khả năng ghi nhớ cũng như là tăng cường khả năng sáng tạo của mình. Và rất nhiều ý tưởng sáng tạo trong ngày sẽ được ghi vào cái cuốn sổ này và các bạn sẽ không bỏ sót nó. Việc này cũng rất là tốt khi các bạn luyện tập nó với con của mình. Và bí quyết thứ tư đó chính là bí quyết việc đi xem những bộ phim có phụ đề và không lồng tiếng. Các bạn hãy nhớ là hàng tuần hoặc hàng tháng các bạn hãy cùng với con của mình đi xem những bộ phim này. Việc xem phim phụ đề sẽ giúp cho con cái mình và mình tập trung hơn cũng như là nâng cao khả năng ngôn ngữ và vốn từ vựng của các bạn. Và điều cuối cùng, bí quyết thứ năm các bạn đừng quên đó chính là hàng tuần hoặc hàng tháng hoặc tốt nhất là hàng ngày các bạn sẽ trò chuyện với những người giỏi, những người thông minh hơn mình. Việc trò chuyện với họ sẽ giúp cho các bạn nâng cao cái năng lượng trong cuộc sống cũng như là nâng cao giá trị của bản thân mình. Và Hải Lý đang rất là háo hức được chào đón các bạn vào 8 giờ sáng chủ nhật tuần này vào một ngày rất đặc biệt, ngày 11 tháng 9 tại hội trường CTM Palace ở 131 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội. Và các bạn hãy nhớ đến đúng giờ nhé, bởi vì 8 giờ chương trình của chúng ta đã bắt đầu rồi. Trước đây địa điểm có thông báo là ở 20 Thụy Khuê nhưng vì lý do các bạn đăng ký quá đông, hội trường đã trên 500 người cho nên Hải Lý quyết định dành một hội trường thật là đẹp. Và đây là một hội trường rộng lớn để có thể đón tiếp tất cả các bạn trong mọi miền của Tổ quốc. Xin chào và xin hẹn gặp lại vào chủ nhật tuần này.